Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phan Nguyễn Vlog. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về vườn keo non tại nhà mình. Và vườn keo này thì chưa được một năm các bạn. Nó mới trồng được vài tháng mà mấy hôm nay thì nó phát triển rất là nhanh. Vườn keo này thì có diện tích khoảng 1.500 m². Và khi trước thì mình trồng thì trồng theo hòn và theo một đường thẳng nè các bạn. Mấy hôm nay thì keo đang lên giá. Là hôm nay thì keo lên 10.000 mái rồi các bạn, gần 11.000 một tấn. Ở quê mình là ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nên là ở đây thì đa số là trồng keo là cây chủ yếu để khai thác. Tại vì đất Tiên Phước là một đất đồi núi nên là rất là thuận tiện trong việc trồng cây keo. Khi trước thì cây keo chúng ta có thể trồng bào, nhưng mà bây giờ thì đối với đất đồi núi này thì chúng ta trồng những cây keo không cần trồng bào các bạn. Chúng ta chỉ đem về và đào một những cái lỗ thẳng hòn như vậy và bắt đầu chúng ta sẽ trồng. Keo bây giờ thì đã rất là được giá. Đây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem về vườn keo. Cái keo này thì nó đang vươn lên. Hôm trước thì mình đã dùng máy cắt cỏ để cắt rất là sạch. Và bây giờ thì cỏ nó đang lên lại. Vật đất này thì nó rất là bằng phẳng. Và nếu mà chúng ta nhìn xung quanh từ trên xuống hoặc là đứng ở ngồi, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Khi trước ở đây thì ở đây là một cái rải tranh. Khi đó thì ở đây là toàn là những cây tranh nó mọc lên rất là nhiều. Mà sau này thì ra vỡ đất và bắt đầu trồng keo các bạn. Đất này là đất đồi núi, đất thịt, nên là rất thuận tiện cho việc trồng cái keo. Tại Tiên Phước mình thì cũng có nhà máy keo và chúng ta có thể nhập Tiên Phước hoặc là nhập tại Tam Kỳ, Núi Thành cũng nhiều chỗ các bạn, hoặc là ra đến Quảng Ngãi. Nếu mà chúng ta ra đến Quảng Ngãi nhập keo thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn, tại vì ngoài đó là có nhà máy keo. Nhà máy keo được tập trung nhiều nên là đại lý, nên là chúng ta nhập ở đó thì cái giá thành nó sẽ cao hơn. Nhập ở đây ở quê thì gần nhưng mà giá thì nó không bằng ở đó. Nó keo thì cây keo thì nó cũng ban đầu thì chúng ta trồng thì nó cũng rất là khó sống, tại vì cây keo là một khi mà chúng ta ươm trong bào, ươm trong lãnh keo, và khi chúng ta trồng ra ngoài đất tự nhiên thì nó cũng chưa thích ứng được với lại cái đất cộng với môi trường, nên là cũng rất là nó cũng rất là dễ chết và nó khó sống. Nhưng mà nếu mà nó phát triển đời tầm được khoảng một năm rồi thì những cái keo sẽ vươn lên rất là nhanh. Và khi mà chúng ta trồng xong thì chúng ta khoảng một năm và chúng ta về phót cho nó một lần, và những cái dây leo đó các bạn, những cái dây này, những cái dây này thì chúng ta cắt chúng, đừng cho chúng quấn vào những cây keo. Như vậy thì
những cái keo sẽ phát triển rất là nhanh. Và chúng ta cũng nên phát cỏ và phát quang để cho cái keo nó phát triển. Cái keo cũng là một cây thân gỗ và nó cũng rất là ưa thích ánh sáng mặt trời. Những cái keo mà nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và khi chúng ta trồng thì chúng ta cũng trồng khoảng cách giữa các cây thì khoảng 1 mét đến 1 mét 2, từ 1 mét đến 1 mét 2 các bạn. Cây keo thì ban đầu thì nó khó sống, nhưng mà khi mà nó phát triển rồi thì nó cũng phát triển rất là nhanh. Ở mình thì thường thường là keo khoảng từ tầm 4 năm đến 5 năm là chúng ta có thể thu hoạch. Và khi mà những lá non lên, các bạn nhìn thấy có những con sao nó ăn đây, các bạn nhìn thấy có một con sao này, nó ăn những cái lũ cái lá phía trước này các bạn, nó làm cho cái ngọn lá non nó phát triển không được mượt và không được cái tự nhiên được. Nên là chúng ta thường xuyên là nếu mà ở gần vườn mà chúng ta ở gần thì chúng ta nên bắt sao cũng như là nhổ cỏ và phát quang cho nó. Và khi đến khoảng được 2-3 năm thì chúng ta lại phát thêm một lần nữa để chuẩn bị thu hoạch. Vườn keo này thì có diện tích khoảng 1.500 m². Và đất đồi núi nên là cây keo thì nó rất là thích đất đồi núi các bạn. Ở Tiên Phước mình thì chủ yếu là trồng keo là chính. Cái keo là một cây cho giá trị kinh tế rất là cao. Mà hiện nay thì giá keo trên thị trường cũng rất là nhiều, nhiều hộ kinh tế, gia đình, nhiều gia đình cũng trồng keo. Và thì keo là một nguồn thu nhập lớn cho những người nông dân tại huyện Tiên Phước mình. Thì trước thì mình mới vừa dùng máy phát cỏ cho nó. Nên bây giờ các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Bên dưới đây là những cái truyền dốc xuống. Phía dưới là một con suối. Suối này thì khi trước mình cũng có qua cho các bạn xem. Đây là con suối Đầm Du đây các bạn. Khi chúng ta khai thác thì chúng ta sẽ phát lại một lần nữa để cho những cái keo nó sạch, và khi mà chúng ta khai thác thì chúng ta sẽ dễ thuận tiện trong việc vận chuyển gỗ keo. Cái keo chúng ta có thể sử dụng cái thân gỗ của nó để đóng bàn ghế cũng rất là thuận lợi các bạn. Còn mục đích chính của cây keo thì cây keo làm ra giấy vỡ được vào chúng ta bón cho những nhà máy keo, và họ về bắt đầu là họ sẽ đưa vào trong nhà máy để làm ra giấy vỡ các bạn. Những nơi mà đất tốt, đất đồi núi, triền đồi núi mà nó
màu mỡ thì cây keo nó phát triển rất là nhanh và rất là tốt. Khi đó thì cái thân nó sẽ phát triển rất là to các bạn. Có những cây keo thì nó lên đến khoảng vành của nó khoảng 100 hoặc là 200 luôn các bạn. Thường thường thì keo ở mình thì khoảng từ 4 năm đến 5 năm là chúng ta khai thác. Mà chúng ta cũng có thể để lại những cái keo lớn tầm 7 tấm hoặc là 10 năm để khi mà chúng ta làm bàn ghế hoặc là làm giường và làm nhà thì chúng ta có thể xẻ gỗ keo rất là chắc chắn luôn các bạn. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video ủng hộ mình với các bạn nhé. Hay là vườn keo non nó chưa được một năm các bạn mà nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.